Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 15 tháng 5 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến tương lai huấn luyện viên Kiatisak sau khi bất ngờ chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo đó, biến đổi mới của nhà cầm quân người Thái Lan trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và truyền thông xứ Chùa Vàng. Thông tin huấn luyện viên Kiatisak chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Thái Lan. Không chỉ bất ngờ khi chiến lược gia 51 tuổi chia tay nhà đương kim vô địch V-League sau 4 tháng, dù trước đó ấp ủ nhiều hoài bão, truyền thông Thái Lan còn tò mò đồn đoán về biến đổi mới của cựu danh thủ này. Kiatisak hồi hương trong bối cảnh đội tuyển U23 Thái Lan đang chống ghế huấn luyện viên trưởng khi ông Suritaro rời đi sau vòng chung kết U23 châu Á. Đồng thời năm sau U23 Thái Lan sẽ đá SEA Games 33 trên sân nhà. Liệu có sự tái hợp nào giữa Kiatisak và đội tuyển U23 hay không? Tờ Thái Rat viết. Kiatisak là một trong những huấn luyện viên thành công nhất Thái Lan khi dẫn cùng lúc đội tuyển quốc gia và U23 xứ Chùa Vàng trong 3 năm đoạt 3 chức vô địch SEA Games 2013, AFF Cup 2014, 2016. Thời gian qua, bóng đá nam Thái Lan mất vị thế số 1 ở đấu trường SEA Games, nơi Việt Nam và Indonesia thay nhau giữ vàng ở 3 mùa gần nhất. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người Thái muốn giành lại tấm huy chương danh giá nhất SEA Games ở kỳ đại hội do mình đăng cai vào tháng 12 năm 2025. Cùng với đó, truyền thông Thái Lan đặt giả thiết huấn luyện viên Kiatisak hồi hương theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang. Bà Pang là người quý mến và nể trọng tài năng của Kiatisak, từng mời ông về dẫn dắt câu lạc bộ Port do mình làm chủ tịch. Còn giờ trên cương vị người đứng đầu bóng đá Thái Lan, bà Madam Pang cần một huấn luyện viên nội giỏi, có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng để giúp đỡ công việc ở các đội tuyển quốc gia. Vì vậy, ngoài vị trí huấn viên trưởng U23 Thái Lan, Kiatisak còn được đồn đoán sẽ là trợ lý số 1 đội tuyển quốc gia, giúp việc cho huấn viên trưởng người Nhật Ishii. Một số tờ báo của Thái cũng cho rằng chiến lược gia 51 tuổi muốn tìm công việc tại quê nhà sau 4 năm tha hương làm việc cho Hoàng Anh Gia Lai và Công an Hà Nội tại V-League. Ba cô con gái của Kiatisak đều đã lớn, vì vậy ông có lý do để quan tâm, chăm lo và bận rộn hơn với công việc của gia đình. Bản thân Kiatisak trong tâm thư chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng lý giải nguyên do là vì gia đình. Ở chiều ngược lại, cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan Manoj Polking có thể được câu lạc bộ Công an Hà Nội mời về dẫn dắt đội bóng ngành công an thay cho người tiền nhiệm Kiatisak vừa chia tay. Tối ngày 14 tháng 5, ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt đội bóng ngành công an. Ông Đại cầm quân trong hai trận làm khách trên sân của câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Công an Hà Nội tìm một nhà cầm quân phù hợp, nhiều khả năng là huấn luyện viên ngoại. Như vậy, ông Trần Tiến Đại chỉ là phương án chữa cháy của nhà đương kim vô địch V-League. Một số nguồn tin cho biết đội bóng ngành công an đang đàm phán để có được chữ ký của huấn luyện viên Manoj Polking, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan. Trước đây, huấn luyện viên Polking từng tới sân hàng đẫy xem Công an Hà Nội thi đấu, hai bên tiến tới rất gần với bản hợp đồng, nhưng cuối cùng Công an Hà Nội lại mời huấn luyện viên Gomo Kyun của Hàn Quốc dẫn dắt. Hiện tại, huấn luyện viên Polking đang giành việc sau khi chia tay tuyển Thái Lan. Chiến lược gia người Đức từng mong muốn được làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhưng VFF đã chọn huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nếu huấn luyện viên Polking đồng ý ngồi ghế huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội, vấn đề tiền lương sẽ được hai bên đàm phán rất kỹ. Khi còn dẫn dắt tuyển Thái Lan, nhà cầm quân này nhận lương lên đến 80.000 đô la một tháng, khoảng 1,9 tỷ đồng. Sau khi chia tay huấn luyện viên Kiatisak, câu lạc bộ Công an Hà Nội có lần thứ 5 phải thay tướng sau chưa đầy 2 mùa giải. Trước đó lần lượt huấn luyện viên Paulo Foeni, Flavio Cruz, Trần Tiến Đại, Gomo Kyun phải rời ghế nóng. Đáng chú ý, kể cả huấn luyện viên Kiatisak có thành tích rất tốt, 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Không huấn luyện viên nào tại vị quá 4 tháng. Huấn luyện viên Gomo Kyun thậm chí còn phải ra đi sau chỉ 1 tháng dẫn dắt. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho rằng đội bóng của Bầu Đức đã có nhiều yếu tố quan trọng nhưng văn hóa chiến thắng chưa rõ ràng. Bây giờ triết lý của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có văn hóa chiến thắng, các cầu thủ phải luôn khát khao chiến thắng, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nói. Theo huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, LB Bank Hoàng Anh Gia Lai có nhiều điều tích cực và ấn tượng như đạo đức sân cỏ, các cầu thủ được ăn học văn hóa, ngoại ngữ, ứng xử đẹp với người hâm mộ. Đây là tâm huyết lớn của Bầu Đức trong hơn 2 thập kỷ, nhưng vẫn còn điểm khuyết chưa rõ ràng về văn hóa chiến thắng. Ngày xưa chưa rõ ràng về văn hóa chiến thắng, trước kia cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được đào tạo về lối chơi đẹp, có tư duy, kỹ thuật tốt, nhưng tôi thấy vẫn còn lẫn lộn, các em chưa có khát khao cao nhất về chiến thắng. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhận xét sau 4 tháng làm việc với LB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành kể về chuyện truyền lửa cho các cầu thủ. Tôi nói với các em là cần chiến binh, không phải cuộc thi hoa hậu thân thiện. Trong 10 trận đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đội bóng của Bầu Đức thắng 4, hòa 5 và thua 1. LB Bank Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp. Chìa khóa trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai là thay đổi lớn về khả năng phòng ngự và thi đấu máu lửa hơn so với quá khứ. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đang có 22 điểm, 20 bàn thua, hiệu số âm 5. Nếu nhìn kết quả 10 trận đấu kể trên, thì Hoàng Anh Gia Lai có 16 điểm, 6 bàn thua, hiệu số dương 3.
dưới thời huấn viên Vũ Tiến Thành, trong khi đó chỉ giành 6 điểm, 14 bàn thua và hiệu số âm 8 sau 8 trận cùng huấn viên Kia Tê Sắc. Khả năng phòng ngự của đội bóng phố núi rõ ràng được cải thiện rất lớn. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lý giải, ngày xưa các em có khuyết điểm về phòng ngự nên bây giờ cần phải cải thiện. Các em cần khát khao chiến thắng, thi đấu giống như chiến binh. Đội 1 Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi đầu tiên. Một trong những bài toán quan trọng nhất để Hoàng Anh Gia Lai thay đổi là nâng cao thể lực. Điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai là hầu hết cầu thủ không đáp ứng được cường độ trong suốt 90 phút. Do đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã mời các chuyên gia y tế để kiểm tra cho các cầu thủ và áp dụng các bài tập mới. Lúc về thì tôi xem lại các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Đầu tiên, nền tảng thể lực của Hoàng Anh Gia Lai chưa tốt, có những thời điểm phải chơi bóng dài vì không đáp ứng được thể lực. Trung bình mỗi trận chỉ di chuyển 7.500m. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chỉ ra điểm yếu thể lực của các cầu thủ phố núi. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến đội tuyển Indonesia, khi huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết sẽ dốc sức cùng đội tuyển quốc gia Indonesia giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Truyền thông Indonesia vừa đăng tải những phát biểu đầy đanh thép của huấn luyện viên Shin Tae-yong về mục tiêu dự vòng chung kết World Cup 2026. Tiếp theo là mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Trước mắt tôi sẽ chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tốt nhất có thể cho trận đấu tiếp theo để chúng tôi có thể giành quyền vào vòng loại thứ 3. Tôi sẽ cố gắng để thực hiện những mục tiêu đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng sự cổ vũ của cổ động viên nhà sẽ giúp toàn đội mạnh mẽ hơn trong hai lượt trận tiếp theo gặp Iraq và Philippines. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Indonesia. Nếu các bạn đồng hành cùng đội tuyển, chắc chắn các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức lực trên sân. Tại U23 châu Á vừa qua, tất cả những thành tích mà chúng tôi đạt được đều không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của người hâm mộ. Vì vậy tôi mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Đừng mệt mỏi khi ủng hộ chúng tôi và đội tuyển quốc gia Indonesia. Xin cảm ơn các bạn. Dự kiến tuyển Indonesia sẽ hội quân vào ngày 27 tháng 5 tới để chuẩn bị cho hai trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Shin Tae-yong dự tính sẽ triệu tập 17 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, trong đó có nhiều ngôi sao trẻ vừa thi đấu tại giải U23 châu Á. Hiện tại ở bảng F, tuyển Indonesia đang xếp ở vị trí thứ hai, chỉ cần giành thêm một trận thắng, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong có mặt ở vòng loại thứ ba mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại. Lúc này huấn luyện viên Shin Tae-yong và liên đoàn bóng đá Indonesia đang trong quá trình hoàn tất bản hợp đồng gia hạn. Theo dự kiến, thỏa thuận mới sẽ giúp chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Indonesia và U23 nước này đến năm 2027. Bóng đá Indonesia thăng tiến mạnh mẽ thời gian qua, ngoài đóng góp từ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, tài năng của huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng là điều đáng ghi nhận. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube Báo Bóng Đá. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.